Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong điểm tin bóng đá ngày 30 tháng 3. Giới truyền thông nước Anh cho biết Premier League có thể được tổ chức các trận còn lại ở mùa giải này, giống như World Cup vào hè năm nay trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở xứ sương mù. Đây thực chất là kế hoạch cho các câu lạc bộ ở Premier League đã tập trung tại Midlands và London. Trong một diễn biến khác lại có thêm một ý tưởng được nêu ra là để kết thúc mùa bóng ngoại hạng Anh này. Theo đó, nếu thi đấu tiếp, các cầu thủ buộc phải sống xa gia đình, tự cách ly trong khách sạn cho tới hết mùa giải. Trước nguy cơ Serie A phải kết thúc sớm vì Covid-19, chủ tịch của Juventus, ông Andrea Agnelli khẳng định sẽ không nhận Scudetto nếu giải đấu quyết định trao chức vô địch cho đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Phần đông cổ động viên Juventus cũng đồng tình với quan điểm của ông. Trong thời gian phải cách ly ở nhà vì đại dịch Covid-19, Benzema đã tổ chức một buổi livestream trên Instagram cá nhân với sự tham gia của hơn 100.000 người. Anh đã có những đánh giá gây tranh cãi về người đồng hương Olivier Giroud, người từng là đối tác cũ của anh tại đội tuyển Pháp. Khi được hỏi Giroud có xứng đáng là trung phong cắm của đội tuyển Pháp hay không, và về mặt bóng đá mà nói, tiền đạo của Chelsea đang vượt trội hơn Benzema, cựu cầu thủ của Lyon đã trả lời đầy thách thức: "Chúng ta không nên nhầm lẫn F1 với karting, một dạng xe đua thể thức 1 mini. Hiện tại tôi đang cảm thấy rất tuyệt và chẳng muốn bận tâm về anh ta. Dù sao thì tôi cũng biết mình là F1. Chủ tịch của Barcelona Josep Maria Bartomeu muốn chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland của Dortmund hơn là Lautaro Martinez của Inter Milan do thành tích ghi bàn nổi bật của cầu thủ này, và lý do khác là chân sút người Na Uy có mức giá rẻ hơn. Haaland đã ghi tổng cộng 40 bàn trong 33 lần ra sân ở mùa giải năm nay cho câu lạc bộ Sandburg và Dortmund. Cầu thủ 19 tuổi này có giá chỉ khoảng 50 triệu bảng. Tiền vệ Gundogan cho rằng nếu Premier League mùa này phải kết thúc sớm, Liverpool xứng đáng được trao chức vô địch. Anh khẳng định đây là điều công bằng cho những gì thầy trò huấn viên Klopp đã làm được ở mùa giải năm nay. Theo tiết lộ của AS, Real Madrid đang dành sự quan tâm đặc biệt tới trung vệ Deport Upamecano, mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Tài năng trẻ của Leipzig có mức phí giải phóng hợp đồng là 55 triệu bảng. Huấn luyện viên Antonio Conte đã mua tặng 12 laptop cho các sinh viên y khoa, những người đang tình nguyện làm việc trong bệnh viện Regina Margherita ở Turin. Đây là những người đang rất tích cực chung tay tham gia cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Bận xông lên tuyến lửa chống dịch, những sinh viên này cần tới laptop để có thể duy trì việc học tập qua hình thức đào tạo trực tuyến. Thông tin Conte tặng laptop cho sinh viên y khoa cũng đã khép lại điểm tin bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!